dậy rồi hả? Sao đấy? Ôi thương mẹ hả? Ôi ôi mẹ kìa. Đây mẹ đây mà, mẹ đây mà. Sao lại không làm những giường mẹ xuống đây làm hả? Bin. Nào, để mẹ xem nào. Thương quá. Em dậu lâu chưa đây? Hả? Dậy lâu chưa? Mẹ xem nào. Mẹ bé. Ôi, sao đây? Ô, Bin ơi. Ô, thôi. Ô, mẹ xem nào. Nhá này ra. Ô, cái mắt thâm thế này này. Ô, con gì gắn con này? Hả? Ô, hay là ba vào đâu đây? Ô, thôi, sao mà thâm cả mắt được đây này? Ô, thôi, sao mà tự nhiên thâm hết cả mắt thế này được nhờ? Đau không? Hả? Đau hả? Ô thôi mẹ thương nào. Nào nào nằm đây mẹ ra mẹ lấy đá mẹ chườm cho Bin nào. Thôi xong rồi. Tự nhiên lại thâm nguyên cái mắt được nhờ? Con gì cắn đây? Hay con ngã đâu đây? Hả? Con vào vào đâu ấy? Hả? Bây giờ thương nằm đây. Nằm đúng đây nhá. Nằm đây chờ mẹ. Mẹ lấy đá mẹ chườm cho. Nào mẹ vào với Bin ngay mà. Nằm đây mẹ vào với Bin ngay nhá. Chờ mẹ lấy đá xong mẹ vào ngay đấy. Mẹ vào ngay với Bin đấy. Bin ơi. Đây mẹ nào. Ô mẹ đây. Mẹ đây mẹ bế Bin nhá. Mẹ bế Bin mẹ chườm đá cho Bin nào. Đây mẹ đây. Thôi thầm cả mắt chưa đau. Đau lắm đấy. Này. Đây mẹ đây mà. Đau hả? Chịu khó nào. Lấy tay xuống. Bin. Con lấy tay xuống đi. Đây. Ôi được rồi. Đây mẹ đây. Đợi mẹ nào. Ôi con. Từ nào. Đây đợi mẹ nào. Phải chịu khó mới đỡ thâm được cái này. Đây. Đấy, tự nhiên phải sao mà thâm nguyên cái mắt được. Không biết luôn á. Tay ra con, tay ra. Mình chịu khó nha. Để mẹ chườm đá cho hết thâm nha. Tự nhiên mà thâm nguyên cái mắt được không biết. Đau hả? Ôi thương chưa? Bin đau lắm đấy. Ô cái tay con không dụi nữa. Hay là dụi nhiều quá đỏ mắt ạ? Hả? Bin. Nào tay. Cái tay. Đấy im để mẹ chườm cho hết thâm à. Đau không? Đi Bin mẹ. Mẹ xem này. Ngoan này. Ngoan để mẹ bé Bin đi chơi nhá. Đi ngoan lắm đấy. Ngoan đi mẹ bé Bin đi chơi nha. Nào chịu khó đi con. Để chịu khó rồi mẹ. Mẹ chườm đá là cho hết thâm đây này. Là hết thâm mắt đấy. Được rồi mẹ thương à. Ôi biết rồi. Ôi Bin ngoan à. Bin giỏi thật luôn đấy. Rồi tay ra đi con. Để xem, đấy, thấy chưa Bin tự nhiên thâm nguyên cái mắt chưa? Ôi mẹ thương nhiều lắm đấy. Chịu khó nhá. Để mẹ chườm này. Chịu khó ngoan. Mẹ biết rồi. Chịu khó ngoan nhá. Làm yên để cho mẹ chườm nhá. Ôi chườm xong rồi. Mẹ bé đi chơi được rồi nào. Được rồi nào, nằm yên nào. Bé có đỡ thâm hơn không? Đau hả?
Đau mắt rồi không ngủ được, bây giờ buồn ngủ đấy. Đúng chưa? Rồi mình ngủ đi. Ngủ đi con. Ngủ đi dễ hết thắc mắc liền à. Đúng chưa? Đau lắm hả? Rồi mẹ chờ đấy nha, tí mẹ chờ tiếp không có lạnh nha. Lại chờ ngủ hả? Thương lắm. Mẹ bé em nha. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, mẹ thương em nhiều. Rồi, được rồi, được rồi. Đấy, con ngủ đi, con ngủ đi. Ô, mẹ thương, mẹ thương. Rồi, mẹ thương mà. Ồ, thì mẹ bé nhá, mẹ bé mẹ thương nhá. Ừ. Ôi, đau hả? Ô, mẹ biết đau rồi, đau. Đấy. Này. Tự nhiên đấy. Mình cứu gì không biết. Bin. Hả? Sao? Đôi. Mẹ đây mà. Hả? Từ từ. Đợi mẹ trường tiếp nhá. Này nó đỡ thăm đây này. Này. Đó, bảo mình cái mắt luôn. Sao đùa? Đây này. Hả? Con ngủ đi, ngủ cho đỡ đau mắt nhá, Vinh nhá. Ừ? Không muốn làm con đấy hả, mẹ bé hả? Không theo mẹ hả? Mẹ thương nhiều rồi. Ừ, mẹ thương em nhiều đấy. Ừ. Biết tội. Ừ? Ừ. Tiếng to sủa hả? Tớ mà có tiếng chó sủa thì em kêu hả? Ờ à, rồi nè mẹ bé em nè. Sao rồi, thả mẹ xem nào. Thôi được rồi, để mẹ bé em lên cho mẹ cho em ngủ nhá. Ừ đi đây. Đây, em nằm xuống đây nè. Đây mẹ, mẹ đây mà. Nè. Thôi mẹ biết rồi. Bị nóng đấy. Ừ. Đây con ngủ nhá. Đây con ngủ đi. Ngủ đi cho khỏe. Nha. Ừ.